Xin chào các bạn. Hôm nay Tân xin mời các bạn đến tham quan vườn dâu xanh bé hai ở ấp 3A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Vườn dâu này cách trung tâm thành phố Vị Thanh khoảng 4 km, đi theo đường đại lộ Võ Nguyên Giáp qua vòng xuyến rồi đi thẳng theo đường 19 tháng 8 về hướng trường cao đẳng cộng đồng tỉnh Hậu Giang. Thì các bạn sẽ đến cầu Sông Lá. Qua cầu Sông Lá thì các bạn rẽ vào đường nông thôn Sông Lá, cách cầu Sông Lá khoảng 500 m. Thì vườn này dâu này có diện tích khoảng 4 hecta. Thì vào dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này thì du khách đến tham quan rất là đông các bạn. Vườn dâu này thì chủ yếu là trồng dâu xanh hay còn gọi là dâu da xanh. Thì các bạn có thể thấy là dâu trái rất là chịu quả. Đây là cái con đường đi vào vườn dâu các bạn. Các bạn nhìn bên tay phải thì dâu rất là nhiều và trái cũng rất là sum xê. Thì dâu da được trồng nhiều ở nước ta và loại cây ăn trái được chị em rất là yêu thích bởi hương vị vô cùng kích thích vị giác. Thì nói đến dâu da thì nhiều người sẽ nghĩ đến ngay là một cái loại quả có muối màu trắng đục và có hạt. Tuy nhiên thì với sự xuất hiện hiện nay thì có hai giống dâu là dâu da xanh và dâu da đỏ, nên nhiều bạn thì không biết chúng có những cái điểm gì giống và khác nhau. Giống dâu da xanh thì có nguồn gốc từ bán đảo Malaysia thuộc họ Thầu Dầu, có màu xanh đậm, thịt bên trong thì trắng đục, khi ăn sẽ thấy có vị ngọt đậm xen lẫn vị chua dịu dịu. Còn giống dâu da đỏ thì được trồng nhiều ở Phú Yên, có màu đỏ đậm khi chín. Tuy nhiên thì vị lại rất là chua chứ không có vị ngọt như giống dâu da xanh. Thì xin mời các bạn tiếp tục hành trình đi vào sâu vào trong vườn dâu các bạn. Thì hiện nay thì vườn dâu bé hai thì cho khách tham quan vào tham quan với vé trung bình là 15.000 đồng trên một người và có thể vào dùng dâu thoải mái. Nếu cần mua về thì du khách có thể hái tự do và mang cân ký trước khi về. Thì vào trong đây thì ngoài việc tham quan vườn dâu thì quý khách cũng có thể thưởng thức các món ăn tại chỗ các bạn. Rồi hôm nay là vào dịp lễ ngày 1 tháng 5 thì có rất là nhiều khách đến tham quan. Rồi tại đây thì chủ vườn phục vụ rất là nhiều có món ăn cho khách tham quan các bạn. Chào quý khán giả. Chào quý khán giả. Rồi hai đứa đi dài dài đi. Thì xin mời các bạn tiếp tục đi sâu vào vườn dâu da xanh. Thì cây dâu da xanh giống vị dâu có vị ngọt, ít chua, trái chùm. Thì trước đây thì được trồng nhiều ở các tỉnh Tây Nam Bộ. Thì cây dâu da xanh
là loại cây có nguồn gốc gác từ cây dâu da, có tên khoa học là Bachelorae. Thì đây là loại cây ăn trái dễ dàng sinh trưởng, rất thích hợp phát triển với khí hậu của Việt Nam và rất ít sâu bệnh các bạn. Sau khi trồng thì nếu mà sinh trưởng tốt thì cây có thể phát triển với chiều cao là trên 3 mét. Và trồng từ 5 đến 8 năm thì sẽ cho trái. Thì trung bình mỗi cây thì sẽ cho khoảng từ 30 đến 50 kg trên một cây. Thì trái dâu xanh thì có hai màu chủ yếu, tức là lúc nhỏ thì trái có màu xanh, khi lớn lên thì có một giống thì sẽ chuyển, khi trái chín thì sẽ chuyển sang màu vàng sáng, hoặc là cái một loại trái thì có vẫn giữ cái màu xanh. Dâu da thì có nhiều loại, ở miền Bắc thì thường gọi là dâu da son, nhưng với người miền Nam thì cây dâu da thì có nhiều loại với màu vỏ trái khác nhau và chủ yếu là màu vàng và màu xanh, hoặc là có giống thì màu đỏ như ở tỉnh Phú Yên. Thì cây dâu da xanh trồng ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì sẽ cho năng suất cao nhất, bởi thổ nhưỡng ở đây thì phù hợp với cái loại cây này. Thì các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang thì có nguồn nước dồi dào, do đó thì cái loại cây này phát triển rất là tốt. Xin mời các bạn tham quan cái vườn dâu. Thì hôm nay thì các bạn thấy rằng khách du lịch đến rất là đông, vừa thưởng thức dâu và tham quan dưới tán dâu rất là mát, và có thể thưởng thức các cái món ăn do chủ vườn dâu phục vụ tại chỗ. Và hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thì du lịch phát triển chưa mạnh, chủ yếu là phát triển du lịch miệt vườn, tận dụng các cái thế mạnh của nhà vườn có các loại cây ăn trái thì có thể là phục vụ cho khách du lịch. Thì vườn dâu cái hai này thì bắt đầu mở cửa vào ngày 15 tháng 4 các bạn, đón tiếp khách thì có thể kéo dài hết vụ dâu. Thường thì vườn dâu thì sẽ mang quả kéo dài khoảng hết tháng 7, tháng 8. Thậm chí thì nếu còn trái thì có thể là phục vụ tới ngày 2 tháng 9. Ở thành phố Vị Thanh thì có hai vườn dâu lớn. Một là vườn dâu Bé Hai là vườn dâu này, và một vườn dâu cũng gần vườn dâu Bé Hai đó là vườn dâu Má Ba. Ngoài ra thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thì cũng có nhiều khu vườn dâu phục vụ tiếp khách du lịch. Cụ thể như một vườn dâu cũng rất là lớn phục vụ du khách, đó là vườn dâu Thiên Ân ở tại thành
thô phố ngã 7 của tỉnh Hậu Giang, hoặc là một vườn dâu ở huyện Châu Thành A, ở Hôm Tây, Mương Đình cũng có thể là tiếp phục vụ khách. Đây là cái giống dâu vàng các bạn. Xen kẽ trong vườn dâu xanh thì có giống dâu xanh mà chín ngã sang màu vàng. Và các bạn có thể thấy rằng hôm nay thì khách du lịch đến tham quan rất là đông. Còn đây là cây giống dâu Hạ Châu các bạn. Dâu Hạ Châu là một giống dâu da đặc sản của thành phố Cần Thơ. Thì dâu Hạ Châu là giống cây trồng được trồng ban đầu thì tại huyện Phong Điền của Cần Thơ. Thì giống dâu Hạ Châu được công nhận là đặc sản huyện Phong Điền Cần Thơ vào năm 2006. Thì dâu Hạ Châu được ông Quang Minh, tên thật là Lê Quang Minh, trồng lần đầu tiên vào những năm 1960. Thì theo một số người dân kể lại thì mặc dù dâu Hạ Châu là đặc sản của Cần Thơ nhưng nguồn gốc có xuất xứ từ một thương lái ở Lái Thiêu, Bình Dương. Thì người dân còn gọi dâu Hạ Châu là dâu miền dưới do ngọt, thơm và ngon hơn so với các giống dâu ở những vùng khác. Trước khi dâu được trồng rộng rãi vào những năm 1990 thì huyện Phong Điền là một huyện chuyên canh về cam. Tuy nhiên thì cam bị bệnh vàng lá gân xanh làm cho mất mùa. Vì vậy mà từ đó về sau thì dâu Hạ Châu đã trở thành cây trồng chủ lực tại Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thì dâu Hạ Châu đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là đặc sản của Phong Điền, Cần Thơ vào năm 2006. Thì giống dâu Hạ Châu thì có 3 vụ. Về vụ sớm thì gọi là vụ nghịch, chính vào tháng 5 âm lịch, và vụ thứ hai là chính vào tháng 7, tháng 8 âm lịch, và vụ cuối mùa là khoảng 15 tháng 10 âm lịch. Thì dâu có vỏ ngoài như là trái bồng bon, tuy nhiên hương vị thì không chua gắt như là dâu da son và ngọt đậm như là bồng bon. Thay vào đó là vị ngọt thanh. Thì dâu Hạ Châu thì thường được chín theo buồng, quả to, màu vàng như bồng bon mà có màu sáng. Một buồng dâu Hạ Châu thì thường có trọng lượng từ 300 đến 400 gram. Thì cây dâu Hạ Châu thì rất dễ trồng, thích nghi với cái nước ngọt và phù sa. Đặc điểm của dâu Hạ Châu là thường sau 3 năm sẽ cho ra trái. Cây càng lớn thì tán càng rộng và cho trái càng nhiều. Mời các bạn tiếp tục đi sâu vào tham quan vườn dâu. Thì trong khuôn viên vườn dâu thì chủ vườn cũng trồng các loại cây khác. Đây là cây khóm, là một trong những cái khóm cũng nổi tiếng ở Hậu Giang các bạn. Đó là cái khóm Win, khóm cầu đúc. Và chủ vườn trồng xen kẽ thêm những cây khác như là cây dừa.
Vườn dâu bên trong rất là rộng và các bạn. Khách đến đây thì ngoài thưởng thức không khí mát mẻ, thưởng thức trái dâu và có thể cắm trại tại chỗ và thưởng thức các món ăn do chủ vườn phục vụ. Cây dâu trái rất là sum xuê các bạn, trái từ gốc tới ngọn. Thì du khách có thể đến selfie, tạo ra những cái bức hình hoặc là video rất là đẹp. Và tự do có thể trèo lên cây để hái trái và thưởng thức. Đây là một em gái hái cái chùm trái dâu Hạ Châu. Thì để tạo điều kiện cho du khách đi tới tham quan vườn thì chủ vườn cũng đã tạo một cái con đường đổ bằng bê tông để thuận lợi để di chuyển. Hiện tại thì giờ cũng đã trưa, tuy nhiên thì khách du lịch vẫn tiếp tục đi vào các bạn. Hôm nay là một ngày rất là nhộn nhịp, nhiều du khách đến tham quan vườn dâu. Không những người lớn mà kể cả trẻ em cũng được đến đây. Đây là thành quả của du khách sau khi tham quan vườn dâu các bạn, và có thể thưởng thức món ăn tại chỗ do nhà vườn phục vụ. Các bạn có thể thấy rằng khách đến tham quan rất là đông. Nếu bạn có dịp đến thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang thì đây là một điểm hoàn toàn xứng đáng bạn có thể ghé tham quan. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.